Chào mừng bạn đến với kênh YouTube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Huấn luyện viên Son đổ lỗi cho va khiến Manu thua Aston Villa. Huấn luyện viên Hon Gunnar khẳng định bàn thắng của Aston Villa vào lưới Manu đã việt vị và va đã sai lầm khiến Manu chịu thất bại. Ở trận đấu sớm của vòng 6 Premier League, trên sân nhà Manu đã thua không 1 trước Aston Villa. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi hao xe, trung vệ của Aston Villa đánh đầu ghi bàn sau quả phạt góc của đau Louis ở phút 88. Manu có cơ hội giành lại một điểm với quả phạt đền ở phút bù giờ thứ hai. Đáng tiếc, Bruno Fernandes lại sút bóng vọt xả khiến Manu đánh mất bàn gỡ hòa. Cú sút hỏng của Fernandes giúp Aston Villa lần đầu tiên giành chiến thắng trước Manu từ ngày 12 tháng 12 năm 2009. Manu chơi không tốt dù 28 lần dứt điểm nhưng vỏn vẹn 4 lần bóng đi trúng cầu môn đối thủ. Sau trận đấu huấn luyện viên Hongunna Songkaya bất ngờ nói về bàn thua của đội nhà và cho rằng đó là sai lầm của Va, Songkaya nói với MUTV. Thật không may, việc đưa ra quyết định của Va lại khiến chúng tôi phải trả giá đắt. Bàn thắng đó đã việt vị, khi Hau xe đánh đầu, Watkin đã chạm vào Zegea nên tiền đạo của Aston Villa đang cản trở thủ môn của chúng tôi. Tôi không thể thấy sự nhất quán của Va trong việc ra quyết định, tôi đã yêu cầu các trọng tài giải thích trọng tài biên báo hiệu đó là quyết định của va và chắc chắn va đã sai một lần nữa nói về quả phạt đền hỏng của fernandez soncaer cho hay fernandez thường rất giỏi trên chấm phạt đền tiếc rằng lần này anh ấy đã bỏ lỡ việc rút hỏng luân lưu sẽ không ảnh hưởng tới fernandez anh ấy có tinh thần mạnh mẽ và sẽ lại bước tiếp chúng tôi chỉ quyết định ai là người thực hiện các quả phạt đền trước mỗi trận đấu manu thua 3 trong 4 trận gần nhất trên mọi mặt trận soncaer nói tiếp khi đội bóng thua các trận đấu đó là điều tất nhiên phải lo lắng Son Kier đang đối diện với nguy cơ bị sa thải bởi thành tích không tốt của Manu. Dưới sự dẫn dắt của ông, Manu chưa có danh hiệu trong gần 4 năm và trải qua cơn khát danh hiệu dài nhất kể từ năm 1989.